Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020, và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Tân Mão, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý, và hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành niên mệnh Tùng Bách Mộc, ngày Tân Mão, tức can khắc với chi, có nghĩa là kim khắc với mộc, và hôm nay là ngày cát trung bình các bạn nhé. Về nạp âm Tùng Bách Mộc, kỷ tuổi Ất Dậu, kỷ Dậu, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, kỷ Dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Đoạn. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi, thành mộc cục, xung với Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt thân các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Quý Dậu, kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi và Tân Sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt gồm có sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Minh Đường Hoàng đạo tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao Nguyệt Phá xấu về xây dựng nhà cửa, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Thiên Tặc xấu đối với khởi tạo, động thổ về nhà mới, khai trương, sao Nguyệt Yếm đại họa xấu đối với xuất hành, giá thú, sao Thần Cách, kỵ tế tự, sao Phi Ma Sát, tai sát, kỵ giá thú, nhập trạch, sao Tùng Trùng Tang, kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa, sao Tội Chỉ xấu đối với tế tự, tố tụng, sao Ngũ Hư, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Không Phòng, kỵ cưới hỏi. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên á, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày này lại không được tốt cho lắm. Tình yêu đôi lứa bị sứt mẻ vì những cái chuyện không đâu, và bạn tuổi Tý bạn không chịu giải thích mà mặc kệ cho đối phương suy đoán như thế nào đó nhá. Và xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý á, bạn quá tự tin vào tình cảm giữa hai người và nghĩ rằng người ấy rồi cũng sẽ bỏ qua tất cả như mọi lần với bạn nhá. Nhưng cái gì cũng vậy, chơi với dao thì có ngày đứt tay, và bạn tuổi Tý á, bạn không trân trọng tình yêu thì tình yêu cũng sẽ bỏ bạn mà ra đi đó bạn tuổi Tý nhá. Và trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý á, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Tý đang có nguy cơ bị tiểu nhân ám hại trong công việc. Bạn tuổi Tý từ trước đó giành được không ít thành công, cho nên bị kẻ xấu bụng đem lòng thù ghét và tạo cho bạn những cái cạm bẫy trước mắt đó bạn tuổi Tý nhá.
Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi Tý, bạn không nên xuất hành đi xa. Nếu như công việc bắt buộc phải đi xa, thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam để hạn chế những cái rủi ro cho mình nhé. Trong ngày này, với bạn tuổi Tý đang có cái điềm báo xuất hành không thuận lợi, điềm báo mất của, cầu tài cũng không có lợi trong ngày này, hay gặp chuyện trái ý nghịch lòng có thể xảy ra cãi cọ, tranh chấp và tai nạn bất ngờ nguy hiểm đến tính mạng nữa đối bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, không kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, nên hiểu chính mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, tổn thương tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, công việc bất ổn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ, cho nên cái chuyện làm ăn buôn bán với bạn tuổi Sửu trong ngày này rất chi là dễ dàng, và bạn tuổi Sửu bạn nhanh chóng tìm được cái mối hàng phù hợp, nhờ đó mà tiền bạc vào nhà như nước luôn bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu, bạn đổ tiền nhưng lại điên về tình khi mà bạn đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này gây ra những cái sự mâu thuẫn trong cái mối quan hệ gia đình, các thành viên không hài lòng về nhau, có thể gây tổn thương cho đối phương nữa đó bạn tuổi Sửu nhé. Và trong ngày 15 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Sửu, những bạn đang còn độc thân thì vẫn chưa vượt qua được bóng ma quá khứ mà tiếp tục chìm đắm trong những cái thứ đã không còn tồn tại, và bạn tuổi Sửu bạn cần phải sống cho hiện tại và tương lai thay vì cứ hồi tưởng về quá khứ bạn tuổi Sửu nhá. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, tình yêu chưa tới. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, nhân duyên ảm đạm. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, quan hệ phiền phức. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, kiếm tiền dễ dàng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Dần Mão tương hội, cho nên với bạn tuổi Dần có thể sẽ tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình một cách rất chi là tình cờ nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn đừng có nghĩ rằng nhân duyên cứ muốn là có được, phải là người may mắn lắm mới tìm thấy được đó bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn hãy năng động tham gia các buổi tụ tập bạn bè, biết đâu đó sẽ là cái cơ hội để cho bạn gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người hơn, nhờ thế mà bạn mở rộng thêm cái mối quan hệ của mình, rất có thể sẽ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình trong ngày hôm nay nữa. Và trong cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày 15 tháng 10 năm 2020 này, may mắn là bạn đang gặp được ngày có chính ấn dẫn đường
Cho nên, về cái phương diện công Con danh, sự nghiệp của lấy bạn tuổi đạo quần dần áo về mặc đang trên đà nó thăng là tiến rất chi là có tốt, chỗ 10 thì và còn bạn chỗ tuổi 30 dần, cân là bạn 10 cống chỗ hiến 30 hết mình, không hề ngần ngại dùng thời gian rảnh của mình để làm thêm cho kịp tiến độ nữa bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, công danh vượng sắc. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, mới tìm được người thương. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, cần biết ai là người thương mình. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, công việc thuận lợi nhé. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Tử vi tuổi mão thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này, bạn không cần phải lo lắng quá về cái công việc của mình, rồi sẽ có cách giải quyết ổn cả thôi bạn tuổi mão nhé. Ngày này đối với bạn tuổi mão, chỉ cần bạn chịu khó nhìn nhận theo cái hướng tích cực thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với bạn. Bên cạnh đó, trong ngày 15 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn ở bên. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Mão, bạn sẽ thấy được những cái tiềm năng mới của bản thân mình trong công việc, và bạn đừng có tự ti nghĩ rằng mình không thể, bạn hoàn toàn có thể làm được những cái điều đó to lớn hơn như bây giờ bạn tuổi Mão nhé. Trong cái vận trình thứ năm này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn tuổi Mão lại không được tốt cho lắm. Và bạn tuổi Mão, bạn nên hạn chế sử dụng những chất kích thích. Chức năng gan của bạn có thể bị suy giảm. Người có tiền sử về bệnh gan nên theo dõi sát sao từng cái thay đổi của cơ thể để đi khám sức khỏe bác sĩ càng sớm càng tốt bạn tuổi Mão nhé. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, khẳng định được năng lực. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, sức khỏe suy yếu. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, cần bình tĩnh giải quyết đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này có lẽ rất có thể bạn sẽ cảm thấy đối phương là người thực sự vô tâm khi không hề cảm nhận được những cái nỗi buồn lo lắng của bản thân mình đó bạn tuổi Thìn nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn băn khoăn không biết có phải mình đã chọn lầm người nữa hay không đó. Và bạn tuổi Thìn, bạn mệnh cũng cần phải nhìn nhận lại mình nhé. Trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thìn, bạn mệnh cũng đang gặp ngày ngũ hành Thìn Mão tương hại, và bạn tuổi Thìn, bạn không thể đổ hết tội lỗi của người khác lên người mình yêu như vậy được. Dù sao họ cũng đâu phải là người làm cho bạn buồn phiền bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Thìn, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thương quan giáng họa, cho nên công việc của bạn tuổi Thìn chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Bạn tuổi Thìn, bạn cảm thấy bất mãn với cấp trên khi mà họ chẳng hề hiểu được những cái khó khăn và cố gắng mà bạn đã trải qua đâu đó bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa,
bất mãn chế độ, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, tình cảm tổn hao, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, hiểu lầm sâu sắc, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, nhìn nhận phiến diện, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, cần tỉnh táo hơn nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tỵ chẳng kiếm được nhiều tiền nhưng lại đủ mọi việc phát sinh khiến cho bạn chẳng thể nào tiết kiệm được đâu đó bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tỵ, hết rắc rối này đến phiền phức khác xảy ra với bạn, khiến cho bạn tuổi Tỵ dùng hết tiền mới có thể làm êm xuôi được mọi chuyện. Không muốn bị quấy rầy, bạn mệnh đành phải bỏ tiền ra để mua lấy cái sự yên bình cho bản thân mình nữa đoạn. Và trong cái vận trình ngày 15 tháng 10 năm 2020 này đối với bạn tuổi Tỵ, may là bạn lại đang gặp được ngày có mộc dưỡng cho hỏa. Bù lại cái ngày hôm nay với bạn tuổi Tỵ, bạn sẽ gặp được người mình mong đợi đã lâu, nhân duyên bừng sáng, những cái nỗi buồn trong cái vận trình về sự nghiệp của bạn nhanh chóng xua tan đi, bởi bạn đã được rực rỡ hơn trong cái vận trình tình cảm của mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tình yêu rực sáng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tình cảm không thể chờ đợi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, dễ mất tiền oan. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, đủ chuyện rắc rối. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, cần bình tĩnh giải quyết vấn đề nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên với bạn tuổi Ngọ về cái phương diện tình cảm của bạn không được tốt cho lắm, cái con đường tình duyên của bạn đang có cái điềm báo rất chi là ảm đạm. Và bạn tuổi Ngọ hết lần này tới lần khác, bạn chỉ kịp chạm tay vào hạnh phúc để rồi lại buồn đau tiện nó đi xa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn tin tưởng vào cái lời hứa của đối phương, nhưng cuộc đời không phải là như mơ, dù chẳng ước sang giàu, chỉ ước yêu dài lâu, nhưng bạn vẫn bị số phận trêu đùa, chẳng có được hạnh phúc riêng cho mình nữa đâu. Đó. Và trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Ngọ, may mắn là bạn lại đang gặp được ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cho dù tâm trạng của bạn khá chi là tệ, nhưng với bạn tuổi Ngọ, bạn biết đâu là việc cần phải tập trung để làm, cho nên không vì cái chuyện tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng tới cái công việc của mình. Thành công sẽ xoa dịu đi phần nào cái nỗi đau trong tâm hồn của bạn, bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, tình duyên ảm đạm. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, không nên cố chấp. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, hãy dựa vào sức mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, có nhiều chuyện không thể bỏ qua được. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao,
tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mão mùi, cho nên bạn đang gặp được cái vận quý nhân giúp đỡ cái con đường tình duyên của bạn rất chi là vượng sắc. Và bạn tuổi mùi, bạn dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình trong ngày. Và bạn tuổi mùi, bạn cũng cần phải thoải mái mở lòng mình, đừng có cố chấp quá mức nữa bạn tuổi mùi nhé. Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi mùi, bản mệnh có thể sẽ mở rộng được thêm các mối quan hệ của mình, từ đó tiếp xúc, làm quen với nhiều người khác phái. Và bạn tuổi mùi, bạn cũng đừng quá khắt khe với đối phương, rồi bạn cũng có những cái khuyết điểm trong mắt của đối phương nữa đó. May mắn trong cái vận trình của bạn tuổi mùi ngày thứ năm này, bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho cái công việc kinh doanh buôn bán của bạn tuổi mùi trong ngày này rất chi là thuận lợi hơn gấp nhiều lần nhá. Và bạn tuổi mùi, bạn có được cái nhân duyên buôn bán và khách hàng đã mua lần đầu thì sẽ quay trở lại nhiều lần hơn nữa với bạn đó. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, đường tình rộng mở. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, làm ăn phát đạt. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, đọ tình, đọ cả tiền. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, không lo thiếu người yêu nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn làm gì cũng có tiền về tay. Ngày này đối với bạn tuổi Thân, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu rằng thu nhập từ cái công việc chính của bạn sẽ làm bạn đầy cái túi tiền của mình. Và bạn tuổi Thân, bạn là người rất chi là năng động, cũng rất thông minh và nhanh chóng nắm bắt được những cái cơ hội đến với mình nữa nhé. Xong, bản mệnh tuổi Thân trong ngày này cũng đừng vì thế mà tiêu xài quá hao hoang phí. Công sức của bạn bỏ ra vất vả bấy lâu mới thu được cái thành quả, và bạn hãy chi dùng cho những thứ thực sự cần thiết, chứ đừng có mua sắm vô tội vạ bạn tuổi Thân nhé. Nhưng trong cái vận trình của bạn tuổi Thân ngày thứ năm này, bạn cũng đang gặp ngày có mộc kim bất dung. Cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn lại không được suôn sẻ cho lắm. Và bạn tuổi Thân, bạn gặp phải cái sự phản đối từ phía gia đình, tình cảm của các bạn, không giành được cái sự đồng tình từ người thân của mình đâu đó bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, thu nhập gia tăng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, mâu thuẫn tình cảm. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, gia đạo bất an. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, cần yêu và hiểu nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020.
Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão Dậu, cho nên với bạn tuổi Dậu bạn đang có cái điềm báo cái vận trình tình duyên gặp nhiều trắc trở nhá. Dù tình yêu đã chín muồi nhưng khi bạn tính tới tương lai lại cả hai người đều rất chi là cảm thấy ngần ngại và có quá nhiều thứ cần phải lo toan nữa đó bạn tuổi Dậu nhé. Bạn tuổi Dậu, bạn choáng váng với hàng loạt cái vấn đề đặt ra và lúc này dù rất cố gắng thuyết phục đối phương nhưng dường như bạn cần phải có cái hành động cụ thể hơn thì mới giành được lòng tin của người ấy đó bạn tuổi Dậu nhé. May mắn trong cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này là bạn đang có được thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dậu cũng có những cái vất vả để kiếm tiền trong ngày hôm nay, nhưng bạn lại có được nhiều cái cơ hội trong tầm tay bởi cái điều đó mà bạn tuổi Dậu đã dành cả cái thời gian ngoài giờ để làm việc kiếm tiền với mình. Vì vậy mà tiền bạc với bạn trong ngày cũng rất chi là tốt, tiền bạc rủng rỉnh vào túi và bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tiền bạc không phải là vấn đề. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, nhiều rào cản ngăn cách. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, cảm thấy khó khăn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, đừng vội từ bỏ nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Mão Tuất nhị hợp, cho nên với bạn tuổi Tuất không cần phải đau đầu nữa nhé. Những cái mâu thuẫn trong gia đình đã được bạn tuổi Tuất nhanh chóng hóa giải, giải quyết được và bạn tuổi Tuất bạn bắt đầu bắt nhịp được với cái cuộc sống hôn nhân gia đình nữa rồi đó. Thực ra mọi người chẳng ghét bỏ gì nhau, chỉ là đôi khi cần cái sự quan tâm, chăm sóc của đối phương mà không được, cho nên đâm ra giận hờn thôi đó bạn tuổi Tuất nhé. Chỉ cần bạn tuổi Tuất khéo léo tìm cách xoa dịu là tiếng cười sẽ trở lại, hạnh phúc sẽ ngập tràn với bạn nhé. Nhưng á, trong cái vận trình của bạn tuổi Tuất ngày 15 tháng 10 năm 2020 này, bạn lại đang gặp ngày có thương quan giáng họa, sự tập trung của bạn tuổi Tuất đang mất đi đâu rồi. Chính vì thế mà bạn tuổi Tuất dễ bị cấp trên khiển trách do những cái sai lầm của mình gây ra luôn. Và bạn tuổi Tuất, bạn mệnh hãy cải thiện lại tình hình để làm công việc được hiệu quả hơn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tình cảm thăng hoa. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, mâu thuẫn được hóa giải. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, thiếu tập trung trong công việc. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, dễ mắc sai sót. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, cần tự kiểm điểm bản thân nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi
Cho nên bạn đang có được quý nhân dẫn đường chỉ lối, che chở cho bạn. Những sóng gió ngoài kia chẳng thể nào khiến cho cái chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy nảy sinh rạn nứt và phôi pha đi đó bạn tuổi Hợi nhé. Đôi bên thực sự hiểu và thông cảm cho những cái khó khăn của nhau, tiếng yêu là để nói với nhau chứ không phải là những cái lời dằn hắt. Và bạn tuổi Hợi, bạn hiểu được cuộc sống này vốn chẳng dễ dàng gì, thay vì trách móc, hãy động viên và yêu thương nhau nhiều hơn nữa bạn tuổi Hợi nhé. Và ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan nhập mệnh. Cái điều này làm cho cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Hợi bắt đầu có những cái dấu hiệu rất chi là khả quan. Bạn mệnh biết được mình đang có được những cái lợi thế nằm ở đâu và tích cực phát huy những cái khả năng đó của mình nữa rồi đó. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, công danh thăng tiến; tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, tình cảm khai thông; tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, có nhiều tiếng cười; tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, thấu hiểu cho đối phương; tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, biết cách đi lên bằng sức mình nhé. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.